Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện về việc tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học đô thị. Cụ thể, với các công trình hạ tầng giáo dục, trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở y tế nếu có tại các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương kiểm tra thực trạng tình hình, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu theo quy hoạch và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. Các địa phương phải ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng mới các công trình hạ tầng giáo dục thuộc trách nhiệm đầu tư của nhà nước, yêu cầu chủ đầu tư dự án và các cơ quan tổ chức có liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trong dự án. Hộ kinh doanh cá thể sẽ trở thành đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đề xuất này được đưa ra tờ trình đề nghị xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hiện đang có hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể đóng góp hơn 30% GDP của cả nước. Tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi do Bộ Lao động Thương binh Xã hội xây dựng đang lấy ý kiến, dự kiến luật bổ sung thêm 3 nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc không chọn thời gian, làm việc bán thời gian. 3 nhóm đề xuất tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể trên, theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, luật hiện hành còn bỏ sót dù có nhu cầu và khả năng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa được luật hóa. Với hộ kinh doanh cá thể, hiện cả nước có hơn 5,1 triệu hộ, gấp 6 lần số lượng doanh nghiệp, trong đó có hơn 1,7 triệu lượt hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế theo dữ liệu thuế. Tuy nhiên, nhóm này hiện chỉ một số nhỏ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chưa bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 31 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2. Tại nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình người lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm, nhất là tại các khu công nghiệp để có phương án hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Nghiên cứu báo cáo Chính phủ việc ban hành nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng và việc sửa đổi bổ sung nghị định số 75 quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Thưa quý vị, dù phải mưu sinh trên biển dài ngày, vật lộn với sóng dữ, hiểm nguy rình rập, nhưng hàng vạn ngư dân các tỉnh thành trong khu vực miền Trung vẫn kiên trì bám biển. Coi tàu là nhà, biển đảo là quê hương, hành trình vươn khơi của bà con không chỉ nhằm mục đích khai thác hải sản, mà còn góp phần cùng các lực lượng chức năng giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ra khơi tìm kiếm lọc biển từ khi còn là một thanh niên, đến nay đã gần 50 năm lão ngư này gắn bó với nghề khai thác hải sản xa bờ. Trước mỗi chuyến biển, ông thường cùng lao động trên tàu chuẩn bị đầy đủ ngư lưới cụ và các vật dụng cần thiết để tàu có thể bám biển dài ngày hơn. Bởi ông tâm niệm mỗi chuyến đi là một hành trình bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo. Ra khơi bám biển để giữ biển đảo chủ quyền mình, cũng nói chung là cũng sợ bên ngoài nước ngoài, sợ nó cũng hoành hành, mình cũng sợ cái chỗ đó, cũng như là nhà mà không có chủ, thì chúng tôi phải cố gắng nén nổ để làm sản xuất và vừa bám biển bám đảo. Tiếp bước truyền thống cha ông, ngày nay hàng vạn ngư dân trẻ tại các tỉnh thành trong khu vực miền Trung vẫn đang ngày đêm bám biển. Các ngư trường truyền thống như Trường Sa, Hoàng Sa luôn là điểm đến trực chỉ của những ngư dân này mỗi khi ra khơi. Bão gió thì chúng tôi là chạy vào, còn chúng tôi im lặng là chúng tôi là làm vùng biển Hoàng Sa Việt Nam, vừa chủ quyền Việt Nam, chủ quyền vừa đánh bắt, vừa khai thác là của vùng biển là kinh tế, vừa tham dự chủ quyền vùng đảo Việt Nam. Trước những khó khăn vất vả của nghề biển, trong mỗi chuyến vươn khơi, ngư dân thường đi thành tổ đội để giảm chi phí, cũng như có thể hỗ trợ nhau mỗi khi có khó khăn hoạn nạn. Tụi tôi đi thì cũng theo tập đoàn, với mẫu tập đoàn là khoảng 5-7 chiếc hoặc 10 chiếc. Liên lạc với nhau để biết chỗ nào có nhiều cá, nhiều mực là mình đến, rồi cũng để giúp đỡ với nhau khi bị tai nạn này kia. Một tổ đội là 5-10 chiếc, một tổ đội như vậy, anh đội trưởng, anh đội phó, người ta hỗ trợ nhau để giúp đỡ lẫn nhau trong những cái lúc khó khăn, hoạn nạn hoặc là giông gió, bão táp. Dù nghề khai thác hải sản còn gặp nhiều vất vả, nhưng khi đã coi tàu là nhà, biển đảo là quê hương, hàng ngày, hàng giờ vẫn có hàng nghìn ngư dân cố gắng vượt khó tiếp tục vươn khơi bám biển, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chuyển sang thông tin khác,
Thưa quý vị, 50 chiến sĩ cảnh sát giao thông đủ điều kiện nghiệp vụ được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an bàn giao tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đang bị quá tải. Theo đó, 30 cán bộ làm nhiệm vụ tại 10 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, 20 cán bộ làm nhiệm vụ tại 9 trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác đăng kiểm, 167 cán bộ chiến sĩ đăng kiểm của ngành công an sẽ tham gia hoạt động kiểm định các phương tiện vận tải tại các trung tâm đăng kiểm cả nước. Lực lượng công an cũng sẵn sàng các dây chuyền đăng kiểm để hỗ trợ các địa phương. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đi đăng kiểm. Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn đối với hành khách LVT trú tại Hoàng Thanh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa do đã có hành vi hút thuốc lá trên tàu bay ở chuyến bay VG244 ngày 19 tháng 12 năm 2022 và không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Thời hạn bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với ông T là 9 tháng, tính từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2023. Theo Nghị định 162 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử trên máy bay bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Điều đáng nói là quá thời hạn nộp tiền phạt, vị khách đã không chấp hành quyết định xử phạt. Dù được cơ quan chức năng đôn đốc, buộc nhà chức trách hàng không phải có chế tài mạnh hơn là cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với ông T. Theo thông tin của Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 từ ngày 15 tháng 3. Để chuẩn bị cho công tác đón các đoàn khách quốc tế, chính quyền doanh nghiệp du lịch dịch vụ của Quảng Ninh đã có các phương án chi tiết cụ thể nhằm nâng cao chất lượng phục vụ chuyên nghiệp. Phản ánh của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, dù du lịch Việt Nam đã chính thức mở cửa lại từ tháng 3 năm 2022, song đến đầu năm 2023 mới đón khách quốc tế. Đặc biệt khi chính phủ Trung Quốc quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 từ ngày 15 tháng 3, thì đây là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch dịch vụ của Quảng Ninh phục hồi nhanh chóng. Trong cái thời gian sắp tới khi mà chuẩn bị để đón cái làn sóng của khách du lịch Trung Quốc quay trở lại, thì công ty chúng tôi cũng đã chuẩn bị tất cả các cái trang thiết bị vật chất, các cơ sở hạ tầng cũng là mọi cái điều kiện tốt nhất về nhân sự, về thực phẩm, về mọi cái vấn đề an toàn thực phẩm cũng như phòng cháy cháy để nhằm đưa những cái sản phẩm tốt nhất đến du khách. Còn các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn cũng đã có những chuẩn bị chu đáo để đón làn sóng khách du lịch Trung Quốc cũng như khách quốc tế khi mà du lịch đã phục hồi trở lại. Mặc dù sau một thời gian bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực có bị ảnh hưởng ít nhiều, song do công ty chúng tôi có bộ máy tổ chức bài bản và đội ngũ lao động chuyên nghiệp, từ sau Tết Nguyên đán năm 2023, công ty chúng tôi đã khởi động lại toàn bộ hoạt động một cách bình thường, cho nên chúng tôi có thể đảm bảo rằng là sau ngày 15 tháng 3 năm 2023 tới, chúng tôi sẽ đón được những đoàn khách quốc tế đầu tiên được diễn ra một cách tốt đẹp và đảm bảo được chất lượng. Để đón các khách lẻ và đoàn khách du lịch quốc tế, Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cùng các sở ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện quy trình đón khách du lịch Trung Quốc, trong đó chú trọng xây dựng các phương án phòng chống dịch, rà soát các trang thiết bị cần thiết đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch cho du khách qua cửa khẩu. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến xuất nhập cảnh, kiểm tra các cơ sở dịch vụ làm giấy thông hành, cấp visa sang Trung Quốc, giao sở giao dịch cùng các địa phương, hiệp hội du lịch, đơn vị kinh doanh du lịch xác định điểm đến, làm mới sản phẩm, tạo sự hấp dẫn với du khách. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã có chủ trương đưa vào khai thác 24 sản phẩm du lịch mới trong năm nay tại 5 địa phương, gồm thành phố Hạ Long, Móng Cái và các huyện Vân Đồn, Cô Tô, Hải Hà. Nhưng mà cần phải chuẩn bị một cách nó tốt hơn nữa để làm sao mà khi mà sau 3 năm Covid mà bạn quay trở lại thì bạn đã thấy nhiều cái đổi mới của chúng ta, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh, giao thông, rồi đô thị, rồi các vui chơi giải trí, và thực sự là khách du lịch đến từ Trung Quốc sẽ có những cái hài lòng đối với những cái dịch vụ của chúng ta, và điều đó sẽ mang lại những cái tính truyền thông lan tỏa rất tốt, và chúng ta kỳ vọng rằng là thông qua những cái chuyến đầu tiên này thì sẽ có một cái quảng bá mạnh mẽ để chúng ta thu hút mạnh mẽ đối tượng khách này đến với chúng ta. Năm 2023, Quảng Ninh hướng tới mục tiêu đón 15 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt 27.000 tỷ đồng. Việc các cửa khẩu đường bộ mở cửa, hoạt động đón các đoàn khách du lịch quốc tế, nhất là khách đoàn Trung Quốc,
từ ngày 15 tháng 3 tới là tín hiệu vui cho ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh. Ngày 11 tháng 3, cuộc thi tiếng Việt trong lĩnh vực giao tiếp chuyên nghiệp, dịch chính trị xã hội toàn Nga lần thứ 2 đã thành công tốt đẹp. Tham dự cuộc thi là 16 sinh viên đại học và 5 sinh viên sau đại học thuộc hầu như tất cả các trường đại học của Liên bang Nga có sinh viên nghiên cứu tiếng Việt. Các em được chọn lọt vào vòng thi nói trực tiếp chung kết này sau khi đã vượt qua vòng thi viết gián tiếp. Phát biểu khai mạc cuộc thi, Phó giáo sư Olga Maslovet, trưởng khoa ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Lào khẳng định cuộc thi có vai trò lớn trong việc đào tạo các chuyên gia tiếng Việt, cũng như phát triển mối quan hệ giữa hai nước Liên bang Nga và Việt Nam. Các thí sinh đã trải qua 4 phần thi dịch trực tiếp. Nhiều thí sinh năm nay vốn đã tham gia các cuộc thi lần thứ nhất năm ngoái, đã có những tiến bộ đáng kể và chúng tôi thấy các thí sinh năm nay có triển vọng tốt. Rất nhiều thí sinh mong muốn hoàn thiện kỹ năng tiếng Việt của mình. Tôi nghĩ là cuộc thi này thì có ý nghĩa rất là quan trọng, có ý nghĩa không chỉ là thúc đẩy cái vai trò của tiếng Việt, của tiếng Nga mà còn có ý nghĩa thực tiễn là góp phần vào đào tạo một cái thế hệ những cái chuyên gia có trình độ cao nhằm phát triển cái quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Ban giám khảo đã trao giấy chứng nhận cho tất cả các thí sinh tham gia, các giải nhất, nhì, ba trong phần thi giữa các sinh viên, giải nhất, nhì, ba trong phần thi giữa các thạc sĩ, cùng các giải phát âm hay nhất, tốc độ dịch tốt nhất, thí sinh được yêu thích nhất. Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, bí thư thứ nhất, phụ trách về giáo dục bày tỏ, Đại sứ quán Việt Nam đánh giá cao cuộc thi và hy vọng cuộc thi này sẽ giúp phát lộ những tài năng trong các thế hệ những người học tiếng Việt tại Liên bang Nga. Một cơn bão mạnh đã quét qua bang California của Mỹ trong những ngày cuối tuần này khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Nhà chức trách cũng ban bố cảnh báo sạt lở đê biển. Hiện tượng bão dòng sông khí quyển kéo theo mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới khoảng 1.700 cư dân tại Pajaro, bang California. Lực lượng vệ binh được huy động để giải cứu những người bị mắc kẹt trong xe do nước dâng cao. Ít nhất một con đường và một đê biển đã bị sạt lở. Người dân ở một số thị trấn, chủ yếu ở phía bắc bang California đã được lệnh sơ tán. Một loạt cơn bão có cường độ bất thường đã đổ bộ vào California thời gian qua, trong đó cơn bão mới nhất dự kiến sẽ gây lượng mưa lên tới 230mm. Là một phần của hệ thống nhiệt đới ấm áp Pineapple Express, hiện tượng ẩm sâu và liên tục từ vùng Á nhiệt đới của Thái Bình Dương kéo theo mưa đến những ngọn núi, làm tuyết tan chảy và khe núi ngập nước. Bão sẽ đẩy nhanh quá trình tan chảy của lớp băng tuyết khổng lồ hình thành ở các độ cao lớn hơn. Kết quả là sự tan chảy này có nguy cơ làm cho tình hình lũ lụt nghiêm trọng hơn. Rạng sáng nay theo giờ địa phương, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở một tòa nhà 16 tầng tại thành phố cảng Karachi của Pakistan. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hỏa hiện đã có thể kiểm soát đám cháy. Tòa nhà 16 tầng bị cháy nằm trên phố Sarat El Faisan, một trong những tuyến phố chính của thành phố Karachi. Vụ hỏa hoạn bắt đầu từ một biển quảng cáo trên tầng cao nhất của tòa nhà, sau đó lan ra các văn phòng khác của tòa nhà. Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường để tham gia khống chế và dập lửa. Đáng chú ý, tòa nhà bị cháy nằm ngay cạnh một trạm xăng. Tuyến phố nơi tòa nhà tọa lạc cũng đã được phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện không có thông tin về tình hình thương vong dù đám cháy đến nay đã được kiểm soát. Trong khi đó, nhà chức trách cũng đang khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Hôm qua, tên lửa in 3D đầu tiên trên thế giới vẫn chưa thể rời bệ phóng như kế hoạch sau vài lần thử do gặp vấn đề về động cơ và áp suất. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần, hãng khởi nghiệp Relativity Space có trụ sở tại California của Mỹ chưa thể hiện thực hóa được tham vọng về một tên lửa 3D đầu tiên được phóng vào không gian với ít chi phí hơn. Tại lần thử đầu tiên từ bệ phóng Cape Canaveral ở Florida, tên lửa Terran-1 không người lái được in 3D đã gặp vấn đề về tự động hóa khiến nó không thể cất cánh. Tại lần thử tiếp theo diễn ra sau đó không lâu, tên lửa vẫn không thể rời bệ phóng do vấn đề về áp suất. Trước đó vài ngày, kế hoạch phóng tên lửa Terran-1 cũng đã bị hoãn lại vào phút chót do vấn đề điều kiện nhiệt của nhiên liệu đẩy. Theo kế hoạch, ngay khi cất cánh thành công, Terran-1 sẽ di chuyển tới quỹ đạo thấp của trái đất sau 8 phút trong hành trình thu thập dữ liệu và sẽ trở thành dấu mốc quan trọng với ngành công nghiệp vũ trụ. Nếu tên lửa này có thể hoạt động
trong quỹ đạo thấp của trái đất. Nó sẽ trở thành phương tiện sử dụng nhiên liệu metan đầu tiên do tư nhân sản xuất làm được điều này trong lần thử nghiệm đầu tiên. Tên lửa Tehran 1 cao 33,5 mét với đường kính 2,2 mét với 85% cấu trúc được lắp đặt nhờ công nghệ in 3D. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của Truyền hình Thông tấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.